Với tình hình dịch vẫn đang căng thẳng, thành phố Bắc Kinh vẫn đang duy trì nhiều biện pháp để ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Cụ thể trong đợt nghỉ lễ, người dân của thành phố Bắc Kinh phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ mới được phép lui tới các địa điểm công cộng. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo người dân của thành phố này phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ mới được phép lui tới các địa điểm công cộng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 và kéo dài trong đợt nghỉ lễ ngày quốc tế lao động mùa 1 tháng 5, kéo dài 5 ngày. Học sinh và người lao động cũng phải trình xét nghiệm trước khi quay trở lại trường học và nơi làm việc sau kỳ nghỉ. Trong 24 giờ qua, Bắc Kinh ghi nhận 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca không biểu hiện triệu chứng, đưa tổng số ca nhiễm tại đây kể từ ngày 22 tháng 4 lên 228 ca. Ngày 29 tháng 4, Bắc Kinh xác định thêm một khu vực có nguy cơ cao và một khu vực có nguy cơ trung bình, đưa tổng số khu vực có nguy cơ cao tại Bắc Kinh lên 6 và khu vực có nguy cơ trung bình lên 19. Trong khi đó, chính quyền thành phố Quảng Châu, miền Nam nước này, đang tăng tốc để khống chế ổ dịch COVID-19. Theo đó, áp đặt các quy định xét nghiệm đối với những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phong tỏa một số khu vực và khuyến cáo người dân không rời khỏi khu vực. Theo giới chức địa phương, ổ dịch này bắt nguồn từ một nhân viên ở sân bay quốc tế Bạch Vân. Hiện lực lượng chức năng đang truy vết các ca tiếp xúc gần nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đã có 20 ca được phát hiện thông qua việc xét nghiệm đại trà trước đó một ngày và nhiều khu vực tại thành phố Quảng Châu đã được phong tỏa. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không rời khỏi tỉnh Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động sắp tới. Những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 trong vòng 48 giờ.